Hello anh em đã quay trở lại với Nova Strike Gaming Channel. Hôm nay sẽ là hướng dẫn cho Elden Ring Shadow of the Erdtree tập thứ 2 nha. Thì tập trước thì tôi xin tóm tắt lại một chút là tập trước là mình mới gọi là chạy lòng vòng quanh khu vực Graveside Plain này để nhặt một số thứ cơ bản ban đầu thôi. Thì trong tập này mình sẽ tập trung là làm nốt những thứ phần còn lại. Đó là đi nhặt những cái thứ vũ khí trang bị cũng như là nâng cấp thêm cái sức mạnh cho Skadoochie Blessing của mình lên là tối thiểu level 6. Và sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị để bước chân vào Divine Tower của Milgrad này. Nha, thì khởi đầu ngay tập này. Thì chúng ta đầu tiên các bạn hãy travel tới khu vực này cho mình, chỗ Cliff Road Terminus này. Thì hôm nọ là mải đi, mải nói chuyện, quên mất cũng nhắc anh em trên này nó có một con Lavatier nha. Đó. Chuyển thời gian về ban đêm. Chúng ta có thể gọi là lấy Lavatier. Rồi tiện thể thì upgrade luôn cái Spirit Heart Blessing này. Đó, tới vị trí số 1 cái nhanh nhá. Rồi thì tới vị trí này thì vào ban đêm nó sẽ cho chúng ta thêm một con Lavatier. Như vậy là tổng cộng hiện tại mình đã sở hữu 3 Lavatier rồi. Ở DLC này sẽ có 9 con Lavatier nha anh em. Thoải mái chúng ta nâng cấp và tài điểm. Ok thì ở trong phần trước ấy, thì tạm thời các bạn chưa đi khám phá tất những khu vực xung quanh đấy nha. Ở đây nó vẫn một số chỗ nó vẫn còn đồ đây anh em ạ. Thì đến khi mà mình chính thức mình khám phá, tức là mình xong cái những cái thứ lặt vặt, những thứ cần thiết để chuẩn bị trang bị, chuẩn bị sẵn một cái những gọi là trang bị khởi đầu cộng với cả nâng cấp sức mạnh nó đủ để bắt đầu là mình đi khám phá DLC, thì lúc đấy chúng ta sẽ đi nhặt lại, lấy lại những item ở xung quanh những khu vực Graveside Plain này cũng như là phía bên trên hồ nước này. Đấy. Ok, đầu tiên thì các bạn hãy travel về chỗ Tree Path Cross cho mình. Rồi, từ đây thì anh em cứ để buổi tối luôn được. Thì mặc kiểu bây giờ thì dù thì chúng ta đi ban đêm thì chúng ta nhặt luôn một cái chỗ thêm một con Lavatier nữa, là tổng cộng chúng ta sẽ có 4 con Lavatier nha anh em. Mục tiêu của mình hiện tại là chúng ta sẽ hướng về chỗ Castle Ensis ở phía kia kìa. Đó là điểm chốt chặn đầu tiên của DLC. Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể vòng ra phía sau và đi lên phía trên cao nguyên, phía trên cao hơn ấy, mà không cần có thể skip luôn Castle Ensis. Nhưng mà thường thì để có một trải nghiệm trọn vẹn nhất khi mà chơi DLC thì khuyến cáo anh em là không nên skip nhá, không nên skip boss gì cả. Mấy con Ballista là bắn dân gắt lắm này, bắn chặn anh ạ. Lên phía trên này anh em, bật tí học có sáng nhở. DLC map rất là tối nên mọi người hãy chuẩn bị luôn chuẩn bị sẵn cái đèn nhé. Mở cái dương này ra thì sẽ có một cái file spark là bottle. Đây là vũ khí mới trong DLC. Hệ thằng phía này cho mình thì cái file spark perfume bottle này đơn giản là chúng ta dùng cái lọ nước hoa mà chúng ta sạc ra cái gây sát thương hệ lửa IOE luôn. Cái này nó sẽ rất là hữu dụng khi mà sau này chúng ta đánh với một con boss mà cực kỳ yếu với lửa. Và trong này nhá, mình cái file này cookbook này, cái này nó không, nó chỉ để craft cái ấy anh em ạ. Craft cái gì nhờ? Nó gọi là file coil, cái ném ra cái cục lửa ấy mà binh lính của Mesmer nó hay dùng. Ở đây thì hãy tới cái bức tượng này và nhặt cái miếng Scarucci tiếp theo. Lockless Grey nhá. Đừng đi đâu vội anh em ạ. Bây giờ tạm thời chúng ta sẽ mở cái Lost Grey ở phía trước cổng của Castle Ensis. Và chúng ta mở cổng luôn. Đừng đi khu vực xung quanh khác vội, mà cứ chạy theo hướng này. Các bạn có thể try hard hoặc đánh control luôn cũng được. Tầm này thì mình cũng rất là khỏe rồi, không sợ được. Đối với control này không phải là vấn đề quá là khó khăn với chúng ta ở giai đoạn này. Khi mà nếu mà các bạn vẫn đang chơi Bone Ransack thì ok, rất là thoải mái luôn, không cần lo nhé. Đây bắt thêm cái này còn cho tăng một tí thôi. Stack được khác rồi, chọn luôn rồi. Thế gần một cái đúng không? Các bạn chắc nhanh một cú nữa. Rồi, sau đi cũng chắc mạnh một cú nữa. Tiếp tục vòng đít nó nhanh nhanh. Cứ vòng đít thôi. Cái này, con troll này thì nó dậm chân rất là nhanh anh em. Cái này phải né ra anh em. Nó dùng sát thương vào 3 cây xong nó đánh thêm một đòn vật lý và chúng nó rất dễ bay màu. Bây giờ chọc được rồi.
Úi toàn. Rồi đấy. Đây. Đây. Chỉ có 8.000 run thôi. Nói chung là ở trong DLC thì quái các thứ ấy, nó không cho nhiều run thôi anh em ạ. Đây chúng ta sẽ được một item mới là ngoài cú sâm bậc 9 sẽ là Royal Magic Priest. Cái loại này là bắp cái heavy damage, là bắp rất nhiều sát thương dạng pháp thuật anh em ạ. Hiện tại thì cây bôn mình không bắp được, chẳng cần. Ở sau này nhận cái cú bốc đi anh em. Out of Shadow Realm Rune, tôi nhận, nhận. Quỷ quỷ quỷ. Bắp tiếp nha anh em, nó sắp bắp đấy. Tối thiểu là các bạn nên có cái Black Frame Protection này, nếu không đánh nhau mình chỉ chạy thôi thì không quan trọng gì. Ở đây thì dọn mấy con chó trước là được annoying, để mình sẽ quay trở lại đây mình nhặt đồ ấy. À mình sẽ quay trở lại trên mình nhặt đồ ấy. Phía sau lưng mình sẽ có kẻ địch anh vậy, giết hai con này càng nhanh càng tốt. Nó chọn chó nha anh em, chọn chó lính thì dễ, chó là nhà này. Cẩn thận nhá, khi mà bọn lính của Mesmer nó gầm lên ấy, nó giống kiểu cái dục sử dụng cái Asuku là Warcry ấy mọi người. Nó gầm lên và sau đó nó sẽ lao tới phía nhân vật chính của chúng ta thì chắc chắn nó sẽ sử dụng một chiều là dậm chân. Nếu đối bọn cầm rìu, bọn cầm thương sẽ lao tới với chắc sọc thương xương thương của các bạn cầm rìu thì nó sẽ dậm chân và sau đó đập hai hit chắc heavy và nó thừa sức để cho các bạn một phát bay màu luôn, nên là phải cực kỳ cẩn thận, không coi thường chúng nó anh em. Ở đây chúng ta sẽ nhặt một cây vũ khí phải nói là tôi nghĩ rằng là về độ OP con này thì nó cũng ở chỉ mức trung bình khá, nhưng mà cái phong cách chơi nó rất là hay. À, nó là Melody đúng không? Đây. Con này chỉ số yêu cầu khá là thấp. Tôi trang bị nha. Con này thuộc một dạng dòng vũ khí mới là Light Red Sword. Đây. Light Red Sword nhá. Tức là Stress Sword loại nhỏ đúng không? Red Sword loại lớn đúng không? Colossal Sword là dạng khổng lồ đúng không? Thì ở đây là cái loại Light Red Sword nó sẽ light, tức là đánh nó sẽ nhanh hơn so với Red Sword. Và nó sẽ chậm một chút so với Stress Sword, nhưng mà sát thương nó sẽ ở mức trung trung bình bình ở giữa hai loại này. Cây này thì phải nói là cái lối chơi nó rất là hoa mỹ. Con này điểm mạnh của nó nhá, các bạn đánh này các bạn thấy là nó sẽ hơi thừa animation cái recover frame ấy, nó ra một chiêu ấy ở light attack, thế nhưng mà cái mạnh của nó lại là ở heavy mà heavy cơ bản heavy nó sẽ đánh hai hit. Con này ngon ở cái heavy anh em, ngon cái heavy. Mà gần đây nó mới được trong cái bản update 1.13 ấy, thì nó mới được tôi đã có đọc patch note, nó mới được bắp thêm một chút về cái sức mạnh của cây này. Tất cả các vũ khí là sẽ đều bắp thêm cái poise damage, tức là sát thương gây vào cái thanh choáng của kẻ địch là khi mà chúng ta đánh thường như này. Tuy nhiên cây này thì cái frame mà sử dụng cái đây nó sẽ tối ưu hóa hơn cái frame khi mà các bạn sử dụng cái đòn heavy này, tức là vì nó không cồng kềnh như ngày xưa đâu. Xưa thì nó sẽ hơi mất thời gian một chút xong trước khi nó múa. Sẽ review một chút về cây này thôi. Bây giờ các bạn tiếp tục tiến sâu vào trong Castle Ancient, tiếp tục quát thôi. Ở đây thì mình gần hết mana rồi, mình sẽ tiết kiệm, không bắp quá nhiều thứ, chỉ cần cấp up cái frame protection thì được rồi. Và cái Golden Vow thôi. Trên này thì nó có Lost Swing ngay trên này rồi mà. Ở đây ta sẽ gặp thêm một con Black Knight anh em. Black Knight. Bọn Black Knight là lính, nó gọi là lính cấp cao trong quân đoàn của Mesmer ấy. Trong các đoàn quân ở Mesmer thì nó có ngoài Sodio thì có những bọn Black Knight này và có cả bọn cấp cao hơn, bọn cận vệ của Mesmer là bọn Fire Knight. Thì bọn Black Knight này là hiện tại thì chúng đang tạo phản bội lại Mesmer. Thì lý do tại sao thì về sau khi mình kể lo thì sẽ có nha anh em, để chọn luôn và ngã luôn. Rồi đó, nếu may mắn chúng ta rớt được cái khiên hoặc là cái bộ quần áo của nó rất là ngon. Ở đây thì chọn một thằng riêng, một thằng đơn giản thôi. Thao thẳng vào heavy, anh cho một track vào đầu này. Một trong, ok. Và cái dagger và cái mũ của lính Mesmer. Mình quên là mình không mở cái bản Việt hóa lên. Bây giờ mình đang sử dụng bản tiếng Anh trong tập này thì rất may tập này tôi cũng không có nhiều lo ấy. À không có nhiều cái thoại với NPC quá nhiều ấy. Nên là các bạn thông cảm, tập sau tôi sẽ quay trở lại với cả Việt hóa để cho anh em có những cái gọi là khi mà chơi thì các bạn sẽ thấy được rõ hơn là thoại, đọc được kiểu thoại của nhân vật ấy, thì các bạn hiểu sâu hơn về là câu chuyện của các nhân vật, thoại các nhân vật. Tránh kiểu như là tôi chơi tiếng Anh mà tôi không dịch thoại
Tôi là dịch anh ạ, tôi chỉ tóm tắt này. Ở đây mình vừa nhặt cái Royal Night Cookbook, đây gọi check luôn, nó sẽ cho mình crafting cái Royal Magic Grist là mình vừa nhặt lúc nãy. Và mình bắp cái Heavy Damage tăng rất nhiều sát thương Magic cho vũ khí. Và cái Raw String Royal Magic Grist thì cái này nó vẫn là một cái bắp giống như cái Royal cái Magic Grist thôi, nhưng mà nó bắp nhanh hơn, thời gian tồn tại thì ít hơn. Đây là một bức thư của Leda mọi người ạ, thì nói chung là Leda nói rằng là kiểu như là chúng ta muốn tìm Mikaela thì chúng ta phải tìm đến một cái tòa tháp thánh là tòa Divine Tower Belurat. Sau này khi mà quạt đến đấy thì chúng ta vẫn sẽ bị chặn lại, rồi hiện tại nó đang bị phong ấn. Và Leda cho rằng đang chỉ ra rằng là Mikaela là đang là ở cái khu vực là kết hợp Divinity, tức là cái cổng thánh ấy. Cái cổng thánh về sau lo lủng cái thứ về sau tôi sẽ kể ra cho anh em nhé. Cái mảnh Scaducci Fragment đây, kích hoạt Lost Grey. Mình sẽ chỉ mở cổng ở trước để mở Lost Grey, sau đó mình sẽ quay trở lại sau nha anh em. Tập này chúng ta sẽ không đi Castle Ensign đâu. Hiện tại đánh con Reonala thì nếu mà cố đớm ăn xôi vẫn thoải mái đánh, bởi vì là các bạn sẽ không bị giới hạn bởi kiểu như là kiểu chơi, nếu các bạn chơi kiểu như là không summon ấy thì nó sẽ khá là vất vả. Thế nhưng mà nếu các bạn chơi summon thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Và đặc biệt khi các bạn đánh vào điểm yếu con boss thì tỷ lệ thành công, tức là cái khả năng mà chúng ta ăn được boss một cách dễ dàng ở thời điểm hiện tại cũng không phải là quá nhỏ. Nhưng bây giờ mình mới Scaly Blasting level 4 nên là cũng chả cần gì việc gì cố đấm mất xôi đánh boss gì cả. Thì chúng ta cần bây giờ đi nhặt những trang bị vũ khí để sau này khi mà các bạn đầy đủ những trang bị vũ khí thì lúc đấy chúng ta sẽ tính đến cái chuyện là xem là mỗi người phong cách chơi các bạn thích chơi kiểu gì, thì các bạn tùy vào vũ khí mình nhặt được điều gì các bạn có thể tẩy điểm và làm theo. Ở trong này còn rất nhiều chó đùa, thì kệ nó đi anh em ạ, chạy đi, chẳng có gì đâu. Cẩn thận đây có bờ vực đấy nha anh em, đây là vực này. Này, nhìn thấy vết máu không? Đây, nó nhảy nha. Đấy, ủi khí đi, có thứ. Đi dưới nước chúng ta sẽ bị slow một chút. Đây, nước sâu. Nên mình sẽ bị slow được một chút, nhiều khi là các bạn roll ở đây thì vẫn thoải mái, nhưng khi bạn nhảy này, bạn thấy không? Nhưng mà chậm lại, hãy để ý nhá, trong New Sea nó sẽ có nhiều khu vực như thế này. Rồi, thêm 4 cái Knot Resin. Cái Knot Resin là loại nhựa mới. Nhựa này thì cũng chảy ra từ cái cây của Shadow Tree, Scaducci này này. Và nhựa đấy để grab cái loại này. Một loại grist mới như vừa xong tôi đã nói này, loại này là loại heavy luôn này. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều các loại công thức craft các grist khác nha anh em. Còn cái Scaducci có thể các bạn chưa biết thì tôi cũng nói luôn, hoặc là những anh em biết rồi thôi, nhưng mà các bạn chưa biết thì cái Scaducci trong tiếng Anh cổ ấy, nó là phát âm của shadow đấy anh em. Đây là cái bóng ấy, nó trái nhá anh em, nhìn thấy không? Đúng rồi, đi track viết kìa. Sau này và mở cái cổng ở đây, chỉ mở cổng thôi anh em. Để sau chúng ta quay trở lại đây đi cổng. Đó. Ở trong đây nó sẽ có thêm một cái Scaducci Fragment. Nhưng mà cứ từ từ anh em ạ, bây giờ nhá. Tí nữa lên trên kia thì kiểu gì nó sẽ chúng ta sẽ gặp một con Royal Knight ấy, con đúng rồi, Royal Carrion Knight. Con này rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Nó có thể một phát chắc là chúng ta gần bay một cây máu, và sau khi đó khi mà đang bị loạng choạng thì nó giết được mình luôn sau hit sau. Nên là phải cực kỳ cẩn trọng khi đánh nó, trước khi mình lên trên đấy. Mình có thể skip nó được, nhưng mà nó sẽ cho mình thanh kiếm khá là một thanh kiếm colossal sword khá là ngon khi mà các bạn chơi kiểu như là strength và in. Nên là tôi sẽ muốn giết nó, và đặc biệt là khi mà chúng ta chơi DLC thì đừng bỏ qua bất cứ thứ gì nha anh em. Các bạn nghiên cứu lo nhặt item, nghiên cứu lo nhặt item sưu tập các thứ ấy, không bỏ qua thứ gì. Và nếu không bỏ qua nó thì chắc chắn sẽ đánh nó, đúng không? Nhưng mà đánh nó thì thời điểm tại là không khôn ngoan chút nào. Đấy, thì từ vị trí này nhá, tí nữa mình sẽ quay trở lại và đánh nó và nhặt nốt một mảnh Scaducci. Thì từ vị trí này các bạn hãy quay trở về chỗ Castle Front này. Ok, cho tí đèn ánh sáng lên đi. Ok, đi từ hướng này xuống đây dùng mình nhá. Đây, hướng này nhá. Ở đây sẽ có một cái nỏ này, là nỏ shotgun, spread crossbow. Thì trước tiên là các bạn cứ đánh dấu đi đã. Đánh điểm số 1, điểm số 2 và điểm số 3. Trên này thì cũng đánh dấu một cái dùng mình.
là điểm số 4 ở đây nha anh em, ở đây có đồ đây anh em, và điểm số 5 đó. Thì chúng ta sẽ đi theo lộ trình như này, đi một trước nhặt crossbow, sau đó đi 3, sau đó đi 2, rồi 4, 5 nha anh em. Đó, có lưu ý anh em nhá, bây giờ nếu mà có thể thì các bạn chơi trước ấy, thì các bạn sẽ tìm được đường lên bên trên khu trên này này, khu cao nguyên như này. Tôi tuyệt đối là nếu anh em muốn kiểu có một trải nghiệm full về toàn bộ story, không bị lỡ skip bất kỳ tiến trình nào của questline của bất cứ NPC nào ấy, các bạn đừng lên bên trên đấy trước nhá, đừng lên đấy vội, bởi vì khi các bạn đặt chân lên phía trên cao nguyên, phía trên cao thì honsen ấy, nó sẽ dịch chuyển thẳng lên trên đấy luôn, và các bạn sẽ skip mất một item và một cái đoạn thoại khá là thú vị của nó. Đây, tí đoạn mà nói chuyện với NPC thì tôi sẽ tắt phim, tôi mở cái bản Việt hóa lên để đảm bảo cái hội thoại để các bạn hiểu tối đa cốt truyện nhất có thể nhé. Spread crossbow nhỏ đây cũng như DLC à, trong base game thôi nhá, nó sẽ không scaling với cả chỉ số và các bạn chỉ được nâng cấp lên thôi, nhưng thông thường chơi nhỏ sẽ gắn liền với deck hoặc strength, và strength sẽ là nhiều hơn. Anh em hoàn toàn có thể chơi mấy cái phép thuật mà vẫn bắn nỏ được, nhưng mà nếu mà chơi phép thuật thì đánh xa sẵn rồi thì chúng ta sẽ sử dụng incantation và cái sorcery nhiều hơn, nên chả ai chơi phép thuật được đi sử dụng nỏ cả. Nhưng cái nỏ spread crossbow này cũng khá là ngon anh em, nó bắn kiểu shotgun đấy mọi người, nó bắn tóe. Khu vực này các bạn hãy chạy ra đây, ở đây nó có một cái bông hoa thôi, chẳng có gì đâu. Đó, tôi muốn chỉ cho các bạn một chỗ mà nó sẽ có những cái nấm ở đây nếu các bạn chạy dọc hướng này. Đây, đây là khu vực mà tôi thấy là ở khoảng giai đoạn này mình có thể farm những cái nấm đỏ này anh em, red mushroom này, và nó sẽ rất quan trọng để chúng ta crafting một món đồ là cái Hearthy Cracker Pot hạng dạng lửa ấy. Đấy, và cái item đấy thì nó sẽ rất hữu dụng khi mà chúng ta đối đầu bọn golem đánh mấy con khổng lồ ấy. Đây, mở lốt spray và nói chuyện với Thielio ở kia kìa. À, đực đấy anh em ạ, nhìn trông có vẻ như là khúm đúm này, giống con gái nhưng mà nó đực nha anh em. Cái này Skeletry Fragment đây, và cái Imperial Blood Potion. Hãy nói chuyện với Thielio nha. Oh, hello there. Are you the Tarnished? Lady Letta spoke of you. Another Tarnished, guided here by Mikola the Kind. My name is Thielio. I too am Tarnished, and here on kindly Mikola's account. So, well, here's to new beginnings, I suppose. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạm thời mình sẽ mở cái bản Việt hóa lên để cho các bạn xem thoại hoàn toàn full nhất, tôi đỡ mất công dịch đấy anh em, nên là tôi sẽ tắt game. Rồi, tôi đã quay trở lại rồi đây, thì bây giờ tôi sẽ đã mở cái bản Việt hóa rồi, tiếp tục nói chuyện với cả NPC nhớ nhá, luôn luôn, và mình sẽ làm cho NPC nói đến khi nào lập lại điện thoại thôi. Con này thực chất là một con NPC, nó cũng nằm trong hội đồng hành của nhóm Leda, nhưng mà Thielio thì nó mục cái mục tiêu của Thielio hơi khác so với những thành viên còn lại. Tức là Thielio đang đi theo đuổi một cái vị thánh, một cái bản ngã khác của Mikila. Đó chính là Xuyên China mọi người. Thì về sau thì mình sẽ đến đoạn giai đoạn mà đến questline của Thielio và Xuyên China thì mình sẽ nói nhiều hơn về lore của hai nhân vật này. Ở đây thì các bạn có thể mua hộ mình dù mình cái này nhá, mua cái Deadly Poison Potion Bottle trong trường hợp các bạn muốn chơi Poison. Đấy. Và mua một cái thứ vật phẩm cần thiết thôi. Đấy. Anh em muốn chơi đồ dùng ngủ một con China Lily này. Và Poison Dart cũng được. Đó. Mirana Powder nha anh em, 10 cái nó sẽ phục vụ chúng ta crafting rất là nhiều thứ. Just give me the word if you need any more poison. Thằng này nó là một trong những chuyên gia chất độc này mọi người. Ok, sau khi từ đây rồi thì các bạn hãy quay trở về chỗ Castle Front và các bạn đến điểm số 2 cho mình nhá. À chưa, tôi bị nhầm anh ạ, sorry anh em. Đây, thì chưa xuống đây vội nhá, đến điểm số 4 rồi điểm số 5 cho mình nhá. Rồi, thì trước khi đến điểm số 4, số 5 ấy, thì tôi sẽ chạy vào trong này, vào trong một cái khu dungeon đây và kích hoạt Close Grey đây trước đã, vì sau này thì chúng ta vẫn để có cái đường tắt để mình chạy xuống điểm số 1 gần đây này. Nhanh nha anh em. Số 1 chính là cái điểm số 2 mà tôi vừa nói, tôi vừa xóa đi thì chấm lại thành số 1 nha anh em. Mở một Close Grey đây, thì trong cái DLC nó sẽ có một cái hệ thống dungeon mới. Ngoài cái catacomb ấy thì ở đây nó sẽ có những cái Rune Forge, cái gọi là lò rèn từ cổ xưa. Nguồn gốc của những lò rèn này thì nó đến từ cái nền văn minh xa xưa anh em ạ. Thì nó một chút về lo của nó thì đại loại thì từ thời xa xưa ấy, từ thời cổ xưa ấy,
thì những cái lò rèn như thế này nó là một cái hình thức rèn ấy, rèn vũ khí, nó là một cái hình thức mà phải nói là một nét văn hóa và một cái thứ nghi thức rất là linh thiêng ở trong giai đoạn cổ xưa. Còn về những cái nền văn minh cổ xưa tồn tại trước cả những cái giai đoạn của chủng tộc Honsen này thì mình sẽ nói sâu hơn khi mà chúng ta vào trong cái Divine Tower of Belgrade, cũng như là về sau khi mà đến giai đoạn mà mình nói về lo của cuộc trừng phạt của Mesmer và cái chủng tộc Honsen này anh em. Tất nhiên là chắc chắn khi mà đến cuối cái DLC thì nó ở cận đây có một con cosplay nha anh em, nó phục kích trong bóng đêm anh em, đi ở tận đi vòng này. Thì nói như đã nói đến tầm cuối DLC thì lúc đấy là mình sẽ gọi là làm một phát tổng hợp về toàn bộ dòng thời gian timeline các thứ, rồi thì các cái yếu tố là lo liên quan đến trung địa, các yếu tố lo liên quan đến các thực thể ngoài vũ trụ nha anh em. Đấy thì lúc đấy thì sẽ nói sâu hơn, còn bây giờ thì vẫn chỉ là mớm mớm anh em một tí thôi để các bạn gọi là hiểu cơ bản. À, vị trí địa điểm tiếp theo chúng ta tới sẽ là một close quay mà con NPC icon ở đây. Icon ở đây thì các bạn kệ ông ta nhé, không nói chuyện với ông ta, kệ ông ta. Khi nào chúng ta bắt đầu là đi sang khu vực là Jacket Peak, đỉnh núi Jacket Peak thì chúng ta sẽ vừa làm quest line của chúng ta và đi luôn để cho có một lộ trình là nó gọi là sao nhỉ, nó mượt mà nhất, tránh những kiểu đang làm dở đi mỗi tập phải đi một tí quest line. Thì những con nào mà kiểu như là mình cần phải làm ngay giai đoạn đầu thì mình sẽ làm thôi, thì sẽ giang dở quest line ngay đoạn đầu, nó sẽ xuất hiện tình trạng giang dở ấy, có một đoạn này quest line nhân vật này, một đoạn quest line nhân vật kia. Nhưng có những con mà mình hoàn toàn có thể là để đấy và sau đó chúng ta quay trở lại chúng ta làm một mạch quest line của nó luôn, như thế cho nó gọi là mượt mà. Rồi bây giờ các bạn chạy điểm số 4 cho mình, tôi chấm cho bản đồ nhá, anh nào không biết điểm số 4 đâu thì các bạn có thể mở cái bản đồ quay lại cái đoạn tour lại đoạn trước xem nhá. Ở trên kia là sẽ có một cái con Lavatia, tức là 4 con Lavatia. Thì bây giờ là các bạn cứ chơi hiện tại thì cứ thoải mái tại điểm, nhưng mà khoan, chưa tại điểm bộ, chúng ta mới đang đi nhà tù đấy nhá, cứ để giữ nguyên lối chơi của các bạn. Tất nhiên là anh em nếu mà anh em có phong cách chơi riêng thì cứ thoải mái thôi. À quên mất, dưới này có một cái đấy, như dưới này có một cái item là cái Raybird Anklet thì phải. Đây găng tay Raybird. À tôi nhặt rồi mà, vừa nhặt cách đây khoảng độ 1 phút mà. Đúng thật sự luôn. Bây giờ sẽ tới chỗ Suppressing Tower trên kia, một con tòa tháp mà nó sẽ hình ra vị trí của DLC. Tôi đã nói trong tập 1 rồi anh em ạ. À, cái đám Raybird này nó được tạo ra ấy, là đúng cái tên gọi của nó là những con chim nó canh mộ ấy, chim các mộ ấy. Mà tí nữa lên trên này tôi sẽ lý giải thêm về cái việc là tại sao là đây nó lại nhiều con Raybird như vậy. Trên này thì mình sẽ nhặt thêm một cục Ancient Dragon Smithing Stone khá là cao. Đấy. Đó, ở đây. Ok, là một viên đá cộng 25. Và khi các bạn tương tác với cái thạch đàn ở đây này, nó sẽ hình cho chúng ta về vị trí của trung địa này, là vị trí của DLC này. Đây, ngay tại trung tâm của Land Between, nơi tụ họp của tất cả cái chết, nơi mọi cái chết được an ủi và chữa lành. Đó, thì nó đang ám chỉ chính khu vực ta đang đứng này, cái Suppressing Tower Pillar này. Và khi các bạn bấm vào nút hiện bản đồ Land Between ở phía dưới nhá, nhìn con trỏ mình dưới này, chữ RB này. Bên PC tôi không biết gì, tôi đang chơi tay cầm anh ạ. Và các bạn di chuyển vào đây, zoom out hết cỡ bản đồ ra thì các bạn sẽ nhận ra rằng là có vẻ như là cái giả thiết về việc là trung tâm DLC nó nằm ở trong trung tâm của bản đồ Land Between mà nó đã bị những cái tấm mền nó che phủ lại, cho nên là khi chúng ta tới đây nó bị che giấu lại, cho nên khi mà chúng ta tới đây chúng ta không thể mới đến tới trung địa, chúng ta không thể là nhìn thấy được cái khu vực bị ẩn giấu trong tấm mền che này, và lý do nó tên là Shadowland cũng đúng. Đó thì quay trở lại câu chuyện nó lý giải đây này, đây nơi mà tất cả những cái chết đã tụ họp về. Anh em còn nhớ cái phần đầu của tập trước mình có nói rằng ở chỗ Great Cyclone thì nó rất nhiều cái mộ luôn. Và tôi có nói rằng là tất cả cái chết, mọi cái chết của vạn vật, của mọi sinh vật nó đều tụ họp về đây. Tức là cái dòng chảy của tôi chưa nói đến dòng chảy sự sống, nhưng mà dòng chảy của cái chết của vạn vật, của sinh vật ở trung địa này thì nó đều tụ hội về khu vực trung tâm này. Và có vẻ như là cái nơi này chính là nơi mà toàn bộ cái chết, những cái linh hồn cái chết nó sẽ quay trở về đây. Đó. Thì nó hơi đối lập, cái này nó hơi đối lập so với cái quy luật trật tự vàng là mọi cái chết nó sẽ quay về với nguồn gốc của Oak Tree, đúng không?
Nhưng mà sau này thì các bạn sẽ biết được rằng Earth Tree và Shadow Tree nó sẽ có mối liên hệ với nhau, mà tôi sẽ không nói gì thêm. Thì bởi vì ở đây là nơi mà của mọi cái chết, là cái nơi kiểu như là dòng chảy của cái chết nó tụ hội về, đúng không? Thì chắc chắn là việc là nó có rất nhiều những cái bia mộ linh hồn ở phía dưới Graveside Plain này. Và sau này chúng ta sẽ đi gặp rất nhiều những bia mộ linh hồn nữa ở khắp nơi ở Shadowland luôn. Là câu chuyện thì đó là một điều hiển nhiên luôn. Và đặc biệt là các bạn sẽ thấy được rất nhiều những con Graybird này. Bọn Graybird này nó có mối liên hệ với cả Deadbird này anh em. Deadbird ở base game. Và vào DLC chúng ta sẽ gặp Deadbird. Deadbird chắc chắn rồi, kẻ canh giữ cánh cổng cái chết các thứ rồi. Thì việc mà có sự tồn tại của cái chết ở đây, nó liên hệ với con Deadbird là tại sao nó lý do bọn Deadbird lại qua đây, thì nó là, tức là nó đã có cái mối liên hệ với nhau ở trong yếu tố lore rồi. Và bọn Graybird kia sở dĩ nó có là kiểu như ở đây nó nhiều như vậy thì là đúng như mục đích nó được tạo ra, là nó sẽ là kiểu như là để canh gác những ngôi mộ ở DLC này. Ok, thì bây giờ đã xong khu vực này rồi nhá. Thì bây giờ các bạn hãy quay trở về chỗ Lost Way, chỗ Rune Forge Lava Intake và đến điểm số 1 cho mình. Ở đây tôi phải lưu ý anh em nha, nếu như anh em mà đang xem, đang đi theo từng bước chân của tôi, hoặc là các bạn đang đi hơi vượt quá xa so với tôi, tôi phải lưu ý anh em mà đến đoạn này các bạn hãy đi theo bước chân của tôi để tránh bị mình bị mất một item, là một cái tấm bản đồ nó chỉ chúng ta thêm những cái vị trí của những cái gì nhỉ, cái thập tự ấy của Mikila ấy. Nên là nhắc nhở anh em là đừng có đi quá xa, đặc biệt là đừng tìm cách vòng lên phía trên bình nguyên trên cao kia. Nếu mà lên trên đấy thì như đã nói từ trước rồi đấy, thì Honsen nó sẽ lên dịch chuyển thẳng lên trên đấy, và các bạn sẽ bị skip mất một lời thoại cũng như là bốn cái item, cái mảnh đồ và bốn cái item là Furnace Vichet, một item khá là hiếm để crafting một loại bom lò nung, bom xịn hơn là bom lửa ở cái DLC này. Ở đây thì chúng ta nhận một cái Festus Grist, một cái Grist mới, mà khi các bạn bóc vào vũ khí thì các bạn đánh vào kẻ địch nó sẽ bung ra một chút rune cho chúng ta. Nó cũng tăng một chút AR khi mà bóp lên đấy anh em. Đó, tiếp tục chạy theo hướng này nha anh em. Đi thêm một đoạn này là chúng ta sẽ gặp một cái cơ chế mới trong DLC, đó là cơ chế phong ấn lại những cái sinh linh gió, một cái bật gió ấy. Và các bạn phải giải đố một cách để tìm những cái khu vực mà những có những cái đống đá ấy, nó phong ấn lại sức mạnh của sinh linh gió. Nhưng mà yên tâm đi, chúng ta có một cái mẹo rất là hay để tìm. Đây là nhặt cái cốt bút này. Cốt bút này để chế cái bình bom độc khổng lồ, loại khổng lồ luôn. Đây này, nhớ tới đây các bạn tương tác với tinh gió ở đây thì sẽ thấy. Đi hướng này nha, nhưng mà không đi nhá. Tức là mình chỉ unlock cái tinh gió thôi, nhưng mà không bật lên trên nha anh em. Không lên trên, ghi nhớ đi cho tôi. Đây, đó. Nếu mà tới đây mà chúng tôi tương tác ấy, thì nó sẽ có một cái gợi ý. Đây, đúng nhỉ? Tôi đéo biết được cái gợi ý đâu anh em, tôi quên rồi, nhưng mà có khi mà chạy ngay trên này thì các bạn thấy một cái đây đống đá này, chỉ cần nhảy lên thôi, đứng ở đấy nhảy lên cái là sẽ phá được cái tinh gió này. Nhưng mà có một cái mẹo rất là hay, đó là các bạn hãy sử dụng cái item là mốc cycle hoặc magic cycle, thì cái item này có tác dụng nó gây hit nhưng không gây sát thương nhá, gây cái hit lên một cái tầm AoE diện rộng rất là cao. Nên là nhiều khi các bạn không tìm ra được những khu vực giải đố, mà các bạn không tìm ra được những cục đá tinh linh nó phong ấn tinh linh gió này, thì các bạn hãy sử dụng cái tầm đấy. Nó giống như việc các bạn tìm tường ẩn ở trong đăng rừng ấy, gõ cái thì rất nhiều tường ẩn trong khu vực phạm vi rất là rộng nó sẽ tự hiện ra. Dùng mấy cái sách cổ hay móc sách cổ đều được nha anh em. Đó, tinh gió rồi, không bật gió lên nha anh em. Tới cái lá này anh em, cái lá này mình sẽ tiện tay mình nhặt luôn cái talisman của Bale. Đây, mình là từ Thread. Bale là một con rồng mà thuộc cái dòng dõi, thuộc dòng Dredge, tức là nó có tuổi thọ và cũng như là cái một trong dòng có cái vị thế rất là cao ở trong cái tộc rồng. Nhưng mà mình sẽ không nói nhiều về lore của Bale. Ở đây thì nó sẽ tăng sát thương cho cái Magma Sorcery, và nếu anh em nào chơi Sorcery Magma thì đến thời điểm này thì mới gọi là có thể tối đa hóa sức mạnh rồi anh em. Rồi, nếu mà muốn biết thêm lore thì hãy nói chuyện với cái linh hồn này. Ok.
đây là một tín đồ đi theo gọi là tộc rồng, nhưng mà trong tộc rồng thực sự là đúng như cái dự đoán của tôi ở trong những cái buổi livestream ngày trước, thì là thực sự là cái vấn đề về việc là tại sao mà God of the Dragon, tức là con Outlaw God of the Dragon nó từ bỏ tộc rồng ấy, thì lý do khả năng rất cao là trong tộc rồng đã có sự mâu thuẫn phát sinh nội bộ và có chiến tranh ấy. Có vẻ như cái con MC, cái linh hồn vừa xong là tôn thờ là Bale là một là con thủ lĩnh của phân nhánh nhà Drake anh nhỉ. Drake thì là nó khác biệt so với mấy con Ancient Dragon là của con Placidusac. Drake thì nó không thực sự là loài có vảy đá và nó súng không có bốn cánh. Chúng cũng chỉ có một vài con Drake cá biệt ấy, thì nó có khả năng sử dụng sét lửa đấy mọi người, sét đỏ ấy. Nhưng mà đặc biệt của Drake thì cái sét đỏ mà Drake sử dụng thì nó lại có khả năng là gây ra cả sát thương lửa nữa. Mà điểm mà cái mấy con Ancient Dragon thì đơn giản đơn thuần sét của mấy con Ancient Dragon chỉ là sét đỏ để gây sát thương mạnh hơn thôi. Và Bale là một con rồng hiếm hoi mà có thể sử dụng được cả cái Ancient Dragon, cái những cái sát thương của Ancient Dragon ấy. Các bạn chạy xuống này, cẩn thận mấy con Militia này. Dưới này do trời quá tối, thời tiết quá ban đêm ấy, rất là khó nhìn luôn. Mặc kệ chúng nó, hãy đi vào trong hang này anh em. Trên đường các bạn thấy những cái nấm trắng này, hãy nhặt nấm trắng nha mọi người. Nấm trắng và nấm đỏ là hai tầm consumable, hai tầm crafting ra những cái tầm consumable rất là quan trọng. Ở đây có Dew Gem này, đúng không? Có Dew Gem. Cũng là tầm crafting nha anh em. Nhặt luôn lại được đây. Bởi vì khả năng cao chúng ta sẽ không quay trở lại đây nè. Nhặt luôn cái tầm đấy đi. Deep Purple Lily. Cái này được craft, sau này nó craft được một loại mà Gris để bóp vũ khí, khiến cho cái địch rơi vào cái giấc ngủ vĩnh hằng luôn. Tức là ngủ rất sâu, ngủ sâu hơn rất nhiều so với cái kiểu cái dạng sleep thông thường ấy. Các bạn sẽ đánh nó một hồi nó mới tỉnh. Nó sleep thông thường các bạn gõ một cái thôi là nó tỉnh ngay rồi. Rồi, ra lục cái Spirit Art ở đây. Ở đây sẽ có một Blood Spray. Ok. Rồi nâng cấp nha, tiếp tục nâng cấp. Blessing đã lên level 5 và Spirit Trust đã lên level 3. Tăng một chút phòng thủ thôi mà cũng ngựa luôn thôi, mà tăng thêm phòng thủ chung của ấy. Ở đoạn này nhá, các bạn có thể rẽ sang bên này cũng được. Thì ở đây nó hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu anh ạ. Các bạn rẽ ở đây và đánh ở đây sẽ có một con gọi là gì nhỉ? Con Avatar Earth Tree, à không phải. Cái con mà Spirit Earth Tree. Và đánh nó xong thì mình sẽ được một item mà mình sẽ gọi ra một cái phép mấy cái lửa ma chơi bay xung quanh mình ấy. Nhưng mà cái đoạn này thì sau này khi mà chúng ta lên cao nguyên và mình sẽ có một cái lộ trình đi vòng rất là dài để tới đây. Rồi nhảy xuống ngược xuống này thì mình cứ tiện thể là mình sẽ đi clear khu vực này sau. Thì tạm thời ở tập này thì các bạn hãy đi rẽ theo hướng này cho mình nhá, rẽ theo hướng này cho mình. Đây, điểm số 1 mà chúng ta, mục tiêu chúng ta sẽ đi theo hạ lưu con sông này xuống tít dưới phía sâu dưới này. Đi sang bên rẽ bên trái trước, chúng ta sẽ không rẽ sang bên phải. Đây chỗ này nhá, nhảy nhá anh em, nhảy cẩn thận, nó thú chết đấy. Đây lụt thêm cái cúp bốc ở ngay đây thôi. Đó. Thì cúp bốc này nó sẽ được cái Hurty Rock Pot, là khi các bạn ném ra thì nó sẽ ném cái Rock Pot ấy, gây rất nhiều sát thương Poise Damage, sát thương vào thanh choáng cả địch. Ném đá đấy nhá. Mấy con này con Flyman đấy mọi người ạ. Rock Pot đây, là Round Rock. Kệ nó nhá. Quá đâu. Tôi nhầm, trong đấy nó không ai từng. Tôi nhầm, xác định nhầm vị trí đấy nhá. Bây giờ mình đi tiếp. Chỗ này thì skip một loạt nha anh em. Skip một loạt luôn rồi đi thẳng xuống phía dưới. Đây là một khu đường gọi là, nếu mà các bạn không để ý thì các bạn sẽ không biết được đường này nó dẫn chúng ta thẳng phía dưới. Phía dưới rất là sâu của hạ lưu con sông này. Ở đây các bạn hãy nhảy đây. Và check trong khu vực này có gì không? Tôi nhớ trong này có cái đồ gì đó. Có thể là tôi nhớ nhầm.
Ờ, trong này có một cái mảnh, có một viên đá sang bờ đấy nhau. Hơi rông rả rồi. Đi ngược lại đây cho mình nhá. Vì hình như là rẽ bên kia chúng ta sẽ không có đường mà đi xuống dưới. À, có chứ. Quên. Đây. Có đường. Quên mất. Đó, mở cái lốt quay đây nha. Trời hơi tối nên là tôi không xác định được cái chính xác là địa hình ấy. Mà tôi ghi nhớ địa hình chứ không phải tôi ghi nhớ địa hình map, chứ tôi không phải thuộc theo vị trí ở khu vực trên bản đồ ấy. Rồi, đấy Linh Hồn cũng nói chuyện thôi. Rồi, truyền thuyết nói rằng những quan tài đá nó trôi dạt vào khu vườn hoa với những bông hoa tím đậm. Cái này nó nói về cái việc là cái dòng chảy ấy. Dòng chảy của con sông này sẽ dẫn những chiếc quan tài đá ở khu vực tiếp theo chúng ta sắp tới, là tới một cái nơi mà có rất nhiều những bông hoa tím đậm mà mình vừa nhặt được anh em. Thì những bông hoa này liên quan đến xuyên China. Đi xuống thế này và trang bị cung tên lên cho mình. Cẩn thận lọt hố nha. Các bạn đứng đây và các bạn nhìn sang phía đây cho mình, đây, thấy gì không? Đó, một item ẩn. Bỏ cung tên ra bằng nằm bắn nó thôi. Thì xuống dưới kia sẽ nhặt được. Thế này sẽ có một con golem ấy. Nhưng mà tránh nó ra nhá, tốt nó sẽ tránh ra. Ở chỗ này thì hãy rẽ sang bên trái trước nhé, rẽ sang bên trái trước xong rồi rẽ phải sau. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy những sinh vật, những con dê vàng này, thậm chí những con dê vàng khổng lồ luôn kìa, to đùng luôn. Đây, rẽ sang đây và chúng ta sẽ tìm được thêm một con forager brute. Nói chuyện với nó để lấy thêm một cái cục bục mới. Con này liên quan đến quest line của Sumo đấy nhầm, bục số 3. Bỏ qua thôi nha. Lưu ý là không được đánh nó, tuyệt đối không đánh, không giết nó nha anh em. Không Sumo sẽ invest chúng ta và chúng ta sẽ hỏng questline của Sumo luôn. Nhưng mà các bạn có thể giết luôn Sumo này và lấy cái bộ giáp của nó, nhưng như vậy thì nó sẽ không trọn vẹn câu chuyện anh em. Hãy tránh giết nó. Nếu mà các bạn đang chơi DLC ở cái giai đoạn, ví dụ các bạn xem mốc thù tôi ở giai đoạn rất là xa của game ấy, tiến trình game của bạn đi đến hơn nửa DLC rồi ấy. Các bạn tới được sau đó kíp các thứ về sau ấy. Xong rồi thì các bạn giết mấy con brute này thì Sumo sẽ không invest đâu anh em, tức là đấy là ông ta đã rời đi rồi. Nhưng mà nếu ở giai đoạn ban đầu mà các bạn giết một con brute forager này thì chắc chắn nó sẽ bị Sumo invest. Rồi, cái Lightning Potion Bottle đây. Đây là một cái item mà có thể nói là một trong item mà broken, cực kỳ broken ở trong phiên bản trước, nhưng mà bây giờ nó thảm hại cho anh em. Ở phiên bản trước là nó bị lỗi một cái là các bạn sử dụng cái này khi mà các bạn lia camera xuống mặt đất này nó sẽ gây sát thương gấp đôi luôn. Và thường thì một cú dập xét của Lightning Perfume Bottle nó sẽ được khoảng độ mấy cả đam này nhá. Đi thử hôm nay cho mình nha. Chẳng con golem đấy ra. Nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái Lost Grey ở khu vực cực kỳ đẹp luôn, rất đẹp. Một cái bình nguyên ở ngay phía dưới gần bờ biển, nó có tên là Cerulean Coast, kiểu bờ biển thiên thanh ấy. Mình lại thích khoái cái tên là bờ biển lục lam hơn, bởi vì nó cái màu sắc của nó lại quá đẹp luôn. Đó. Ok, unlock Lost Quay này rồi thì tiếp theo là hãy đi lấy một mảnh bản đồ ở Cerulean Coast. Thì các bạn tiếp tục travel phía về phía này cho mình. Đây. Ý của mình là chạy nhá, không travel nhá. Khi mà tới đây thì sẽ có một con Undead Dragon nó hiện ra. Mà đừng đánh nó bây giờ anh em, nó rất là mạnh. Rất là mất thời gian đánh nó luôn. Sau đến tầm nửa máu nó phơi sai nó còn gọi ra và Undead ấy. Cực kỳ phiền phức.
Đây các bạn ra giữa này đây, thì nó có dấu summon và nó sẽ bỏ qua thôi. Đơn giản thì là bỏ qua. Sau cái Grave Cricket, một cái dạng item để crafting. Tới đây là nhặt mảnh và đồ của nó luôn anh ạ. Sau đó so. Đó, mở lên. Thì map đã mở ra một đoạn rất là rộng rồi. Đây là Jacket Peak nha anh em. Đấy. Còn đây là chỗ Cerulean Coast. Thì bây giờ nha, các bạn hãy lưu ý trên chỗ này cho mình. Hãy đi nốt phần còn lại bên này để nhặt thêm một cái Scaduchi Fragment. Phía bên này nó sẽ dẫn chúng ta một khu vực xuống rất là sâu dưới lòng đất. Nhưng mà hiện tại thì đã bị phong ấn bởi Mikila, ta không thể tiến xuống sâu hơn được ấy. Nên là tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua và đi sang phía bên này. Đi vào trong thung lũng này thì nó sẽ cho mình sẽ lấy một cái mảnh Scaduchi để Fragment. Lấy thêm một cái thanh kiếm ở đây, cộng với nhặt cookbook và cái cracked pot ở khu vực này nha anh em. Rồi, chạy tới hướng này thì lấy cái Scaduchi Fragment. Mục tiêu chính của chúng ta là nâng cấp cái Scaduchi Fragment lên tối thiểu ở level 6 để trước khi mà chúng ta tới Divide cái Tower Belugas thì chúng ta đánh con boss, con kỳ lân trong đấy, con Divide Beast Dancing Lion là không bị quá chênh lệch về mặt sức mạnh. Vừa vào refill nhá. Ok, thì bây giờ là em đánh dấu một số vài địa điểm trên bản đồ cho mình. Các bạn tới khu vực trên này. Đây tôi ở trên này, chúng ta lấy một cái cracked pot điểm đây. Cookbook và cracked pot bên này. Đó. Khu vực chỗ này chúng ta sẽ đi vào trong hang lấy thêm một cái Scaduchi Fragment và ra đây thì mình sẽ lấy một cái vũ khí mới ở bờ biển này. Nhìn thế này hơi khó nhìn nhưng mà các bạn hãy đi theo hành trình của tôi nha. Điểm số hãy đi đến vị trí điểm số 2 nha. Rồi thì đấy điểm số 2. Nó hơi lệch một chút anh ạ. Đây, hướng kia kéo ra và đặc biệt con sâu linh hồn kéo ra luôn nhá. Thì bây giờ nếu mà các bạn giết con này ấy, con troll này chúng ta sẽ lấy được một cái cracked pot và nó khá là ngon, nó khá là trâu, quên mất. Nên là hãy bắp vào nhá. Chúng chắc lên. Sao tôi lấy mấy cái Hubby Cracked Pot này ngay thì vì sau khi mà sau này chúng ta đánh mấy con Golem ấy thì nó sẽ rất có tác dụng khi mà các bạn đánh mấy con Golem, đặc biệt là những con Golem mà chúng ta không thể đánh ở phía dưới chân của nó thì sẽ rất cần những cái bình Cracked Pot này. Ok, tiếp theo thì hãy đi tới những phần khu vực còn lại mình chấm trên bản đồ nhá. Mà khi tới đó thì tôi sẽ mở đồ lên cho anh em xem. Rồi, điểm số 3 và điểm số 5. Đó, ba bốn trước. Ở trên những cái quan tài đá này thì những cái coffee này thì các bạn có thể nhận được rất nhiều những cái loại hoa và thường sẽ là hoa 8, hoa 9 và hoa 10 luôn anh em, để nâng cấp spirit. Nhưng mà mình sẽ để dành những cái chỗ này để trong những tập mà mình khám phá về sau, vừa tiện thể vừa đi khám phá vừa kẻ lo luôn. Còn bây giờ thì mục tiêu chính vẫn chỉ là tập trung vào việc đi lụng đồ thôi. Nếu các bạn chơi set ở dưới này nó sẽ rất có lợi, bởi vì khu vực bình nguyên phía dưới gần bờ biển Thiên Thanh này thì nó luôn trong trạng thái là trời mưa, nên là chúng ta sẽ được bonus thêm 10% sát thương ấy. Nhặt xong rồi chuồn luôn anh em ạ, bởi vì con này nó rất là annoying. Đó, Raykeeper Cookbook. Cái này sẽ được chế được những loại arrow mới. Đây này anh em. Bây giờ hãy đi vòng sát dưới bờ biển này nhá. Vòng sát dưới này này. Đây, nó sẽ có một cái lối ở đéo phải này anh em ạ. Quên. Chính xác ở bên này. Để chúng ta đi sang cái hòn đảo bên kia, bên đấy nó sẽ có một cái item mà mình nhớ không lầm thì item đấy là nó sẽ có một đăng dựa, một cái phòng boss đánh, nhưng mình sẽ không đánh ngay bây giờ. Nó sẽ có một cái item mà nó là cái cracked pot. Bây giờ cứ lấy thật nhiều những cái cracked pot càng nhiều càng tốt. Nếu các bạn quay trở lại đây, tiện thể đi vào hang này, quay trở lại đây thì ta sẽ vòng ra được một cái bia mộ phía trên này mà chúng ta không thể đi được từ phía bên ngoài.
Cẩn thận nó nổ nhá, mấy con này nó đứng gần nó quá lâu nó sẽ phát nổ nhá. Với cái sát thương rất là lớn. Đây, chạy bên này và nhận bông hoa. Đồ Legendary, bông hoa 10 luôn. Mình không thể tới được nhảy thật sự lên chỗ này bằng một cách thông thường, trừ khi là chúng ta đi đường vòng vừa xong anh ạ. Mình hãy quay trở lại đoạn này và đi sang phía hòn đảo. Nè tôi đầy mùi mình em đã nổ rồi, thấy không? Đó. Mà to khủng bố đấy anh em ạ. Nhưng mà nếu các kháng men xích cao thì cũng không lo lắm. Ở đây nó sẽ có một con tôm như thế này. Cứ bỏ qua nó và chạy tiếp thôi. Thì đi theo cái đường hầm này nó sẽ dẫn chúng ta sang đảo. Đó, ở đảo này thì các bạn có thể là đánh cái con boss Dancer ở đây. Con Dancer này nó có liên quan đến một cái gọi là nó sao nhỉ? Trước tiên đánh boss này lên trên này cho mình nhá, nhặt xuống trên này chứ. Con Dancer này nó có liên quan đến những cái vũ đoàn này, những cái vũ công anh em mà perfume oil Rana chứ. Cái này là một cái con dạng là dùng lại reusable. Các bạn khi sử dụng nó sẽ sử dụng FP mình để bắn lửa phía trước. Đó. Đây những vũ công lửa đấy mọi người. Thì nó có liên quan đến lo về những cái vũ công này, và các bạn còn nhớ là ở bên base game thì có NPC nào mà nó có nguồn gốc đến từ các vũ công. Đó chính là cái đấy, cái gì nhá? Con Thanis anh ạ, Lee Thanis. Đấy anh em hoàn toàn có thể try hát được không nhá. Nhưng mà tôi thì chỉ ra để unlock cái summoning pool đây đâu, xong chỗ này rồi chúng ta sẽ quay trở về để đi 5 và 1 nha anh em. Rồi, hãy tới đi điểm số 5. Cần phải đi sát tìa này, sau đó đi vào trong một cái ngách. Và tiện đường đấy thì mình sẽ nhặt luôn cả bởi vì khu vực này thì mình sẽ không quay trở lại nữa ấy. Nên là mình sẽ tiện đường mình nhặt luôn cả cái item một cây vũ khí. Nó là cây Spirit Dagger. Thì cái đấy thì nó cũng không có gì đặc biệt anh em ạ. Phục vụ lo là chính, mà cái đấy thì gọi là cái Asuka của nó sử dụng ấy, là nó sẽ gọi ra những linh hồn. Đồ tả. Để mình có lối ngã rẽ vào bên trong đấy anh em. À phải đi qua cái quan tài này. Ở này có một cái Shadow Room thì phải. Né cái này ra nhá. Làm to lắm đấy. Đấy, thấy chưa? Nó đi bay màu. Rồi Shadow Room luôn. Phía đây có một cái Lost Quay này, hay ra thấy mở Lost Quay. Trong trường hợp mà các bạn đoạn tiếp theo các bạn quẳng ấy. Đằng góc là check note cái đồ lặt vặt như này. Ở đây chẳng có đồ gì đâu anh em ạ. Nó không có đồ gì quá giá trị đâu. Chỉ là mấy bông hoa vỡ hoa vẩn thôi. Tiện đường ra lút qua thôi. Thì sau tập này là cơ bản là mình sẽ bắt đầu là có những cái chỉ số sức mạnh của nhân vật ban đầu rồi. Và sẽ ở phần tập sau khi mà đi vào cái Divine Tower Belugrad ấy, thì lúc đấy là mình sẽ gọi là định hướng cho các bạn về cái tẩy điểm cũng như là kiểu chơi luôn nha. Thì tôi sẽ hướng tới việc đánh vào điểm yếu của boss, nên là sẽ có một vài kiểu chơi, một vài kiểu tẩy điểm ở giai đoạn đấy. Nó sẽ phù hợp cho việc đánh một vài con boss luôn ở giai đoạn đầu luôn ấy. Sau đó này tùy các bạn, không các bạn có chơi kiểu gì kiểu, nhưng mà để mà dễ dàng hơn ấy thì mình sẽ định hướng cho các bạn kiểu chơi nó phù hợp. Kêu một con gọi là kiếm pháp cực kỳ cao siêu, anh em hãy chọi bùm của nó đi. À, đây. Nó mạnh lắm anh em. Mà này có thể deflect được anh em. Nó vừa né vừa iframe vừa deflect được anh em. Mà chúng nó có những combo one shot giết người luôn đấy.
Alasak. Ok. Ở đây thì hãy rẽ phải trước nhá. Rẽ phải trước để lấy thanh Spirit Dagger. Cái Spirit Dagger này thì chơi cho vui thôi nhá. Chứ nó không thực sự là quá mạnh so với những vũ khí khác của DLC, thì cây này nó thọt hơn rất là nhiều. Đấy là nhận định của mình thôi. Bởi vì mình thực sự là mình không chơi cây này. Nhưng mà dựa vào cái kinh nghiệm của mình chơi cái việc mình test qua, review qua vũ khí khi mình nhặt được ấy, thì mình thấy là nó không thực sự là quá mạnh. Ở đây này, hãy rẽ bên đi sát này. Quên mất, tránh bên ngoài này ra chứ. Sau rồi rẽ bên tay phải nhanh nhá. Đây. Đó, cẩn thận nó có kích. Nhặt mình Kalushi này. Tôi bỏ qua con cá nhân này đi. Nó chạy thật nhanh nhá, mấy con giật xét chạy thật nhanh. Tốt hơn thế là đừng động của nó. Mình đi đến đây thì chủ yếu là ở đây thì tới đây là gần như là chúng ta sẽ chỉ lấy đồ ấy. Nên là tiện thể một đường mình xuống lấy đồ thì mình sẽ không quay trở lại đây ấy, để lần sau đỡ mất công đi khám phá, bởi quanh đây cũng không có gì đâu anh ạ. Các bạn muốn nhặt toàn bộ các thứ ấy, thì mình nghĩ là có thể là các bạn chơi kỹ thì vẫn nhặt hết. Nhưng ở đoạn này thì thực sự nó không có gì nhiều đâu. Đây, ở đây thì hãy gọi người anh em thân thiện dễ mến Mimic kia ra thôi. Đâu nhỉ? Ở đây. Đấy, và chúng ta sẽ đánh boss thì ở đây có một con Demi Human ấy. Demi Queen, và khi đánh nó mình sẽ được một thanh vũ khí rất là ngầu. Bớt mấy con lo nho này nha, tránh một tí nữa đang đánh boss thì bọn phục kích mình. Cái đấy mới được gần một phát là bay màu như thế nhá. Đó là thanh Starlight Sword. Đây là một cây vũ khí dạng là katana anh em ạ. Và nó có cái moveset vô cùng ảo diệu luôn. Đâu nhỉ, Starlight Sword đây. Mình bị thiếu in nên là mình không sử dụng được những cái chiêu múa của nó được. Nhưng mà Warp đạt cái này rất là ngầu. Bay lên có kiểu nó chém gió đấy. Cái ngầu. Nó bị một cái là cái asset vua của dùng Warp đạt của nó ấy. Bị quá dài, nhiều khi chúng ta không thể thi triển được hết toàn bộ combo đâu. Đi PvP thì khả năng ok đấy, rất ok. Nhưng mà PvE thì trong rất nhiều trường hợp mà các bạn chưa kịp múa xong rồi đã chết rồi. Rồi, xong, toàn bộ khu vực xong nhá. Hoàn thành khu vực này rồi, thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ quay trở về chỗ Greyside Plain nha anh em. Rồi thì bây giờ các bạn travel về chỗ Castle Ensid cho mình. Chúng ta sẽ lấy nốt cái một mảnh Scarlet Fragment nữa. Hãy nâng cấp đi. Bây giờ chúng ta đã có đủ 6 cái level 6 của Skadouchi rồi. Thì việc chúng ta đi vào chỗ Divine Tower Belugrad nó dễ thở rất nhiều rồi. Ở đây chúng ta sẽ chỉ chạy thôi nha. Chỉ chạy đây nha. Bắp lên, bắp thử theo cái thứ lên. Mục đích vào đây để nhặt cái miếng Skeduchi ở gần phòng boss thôi. Và cẩn thận ở chỗ này nhá. Kệ con chó đấy, cẩn thận chỗ này, đừng chạy thẳng vào kia. Thì Ancarian Knight nó sẽ dí rất là thốn luôn đấy anh em. Không nên chơi hơn nó ở thời điểm hiện tại này. Đó, không rén rồi. Để con chó đây đây, chúng ta tìm con chó. Hùng hạn quá. À, cái đây là một cái talisman Ronana Cameo, thì
tác dụng của nó là đối với tất cả vị trí nào vào trạng thái giữ nút Wyvern này, mà vào trạng thái stand ấy, giữ càng lâu thì đam càng to nha. Vì quan sử dụng sát thương đam càng to. Ví dụ như là cây Melody là một cái ví dụ này. Cây Melody sau này chúng ta sẽ gắn một cái Asbua, mà thì đôi này tôi sẽ ví dụ cái nào trực quan hơn để cho anh em dễ. Đây cái Square Up này, những cái vũ khí nào có kiểu dạng stand là những vũ khí mà các bạn khi mà bấm Wyvern này, nó không sử dụng ngay. Đây, để vào stand này. Thì tùy vào cái nút tấn công của các bạn như thế nào thì nó sẽ ra đợt ra chiêu Wyvern như thế. Thì đây là gọi là trạng thái stand nha anh em, trạng thái stand. Thì giữ càng lâu đang bằng to nhá. Thì cái Uzi Katana của chúng ta hay cái Moon Veil nó cũng có ấy đấy, cũng có cái kiểu stand như vậy. Đây. Thì các bạn bấm nút Wyvern nó không dùng ngay đúng không? Có cái này nó gắn Wyvern vào mất rồi. Đây là quan sát cơ. Đây cái Moon Veil. Đây này, vào trạng thái stand này, đấy. Chưa ra chiêu nhưng mà giữ lâu sau đó chúng ta ra chiêu thì sẽ tăng sát thương nhá. Con này không đủ chỉ số, nó không quẹt được cái chân dần online. Kiểu thế nhá. Còn những vũ khí như kiểu bone này cái thứ này nó không có stand gì cả nhá. Để các bạn giữ hold này thì nó đơn giản thuần là các bạn bấm một nút ra skill thì nó chọn skill luôn rồi. Chứ không phải là vào trạng thái stand gì cả. Ok, tiếp tục di chuyển ở đây. Con pháp sư này cũng đến từ cái đấy, đến từ nguồn gốc như Raya Lucaria thuộc hoàng tộc Karen đấy anh em ạ. Và đây là những cái gọi là pháp sư mà đi theo một con chùm ở khu vực này, lãnh chúa của lâu đài này là Reonala. Và Reonala thì chắc là bây giờ đến thời điểm này anh em cũng biết rồi, nó chính là con boss này có mối quan hệ huyết thống với cả nữ hoàng ánh trăng là Reonala ở bên Bay Kim. Con boss này là con chị em mà nó là em ấy. Cái số NC này mình sẽ khám phá ở cái tập mà khi chúng ta đánh với online nha anh em. Đây chỉ là một cái bước chúng ta chạy thẳng một mạch để chúng ta nhặt đấy thôi. Nhặt cái miếng Scaducci thôi. Thì khi mà nhặt được một mảnh đây rồi và chúng ta quay trở về cái Belgrad Divine Tower ấy, ta sẽ nhặt được thêm, mình nhớ không lầm là một mảnh nữa, và sẽ đủ cho mình nâng thêm một level của cái Scaducci Blessing. Như vậy mình sẽ lên level 7. Khuyến cáo đánh con boss ở chỗ Belgrad Divine Tower ấy, là tôi nghĩ rằng là các anh em nên có tối thiểu là cái Scaducci Blessing level 6. Còn đối với con Reonala này tốt hơn hết là hãy có tối thiểu level 8 nha anh em. Rồi, Imbue Sword Key nhặt ở đây. Bỏ qua thằng này chạy thẳng luôn anh em ạ. Quên, tôi lại nhầm, tôi nhầm anh em ạ. Ra đây chỉ mục đích là mình lấy cái Asbo của Melody thôi. Lộn anh em ạ. Sorry anh em, hiện tại bây giờ nếu mà các bạn có biết thì bây giờ đang 2 giờ sáng. Và hôm nay thì do tôi mãi chơi game quái, quên mất không làm walkthrough. Đáng lý ra là giờ này là cái giờ mà tôi đăng video xong các thứ rồi, tôi xét cái thời gian công chiếu. Hoặc là ít là tôi công chiếu từ 10 giờ đêm rồi. Nhưng mà vì tôi mãi chơi game quá nên là tôi quên mất. Bây giờ làm walkthrough tầm giờ này nên là hơi buồn ngủ anh em, thông cảm nhá. Tập này miss info nhiều quá. Rồi thì sau một màn gọi là lú lẫn thì cũng coi như là tiện thể là mình sẽ chạy lên trên này và mình kích vào close grade luôn. Dù gì tập này tôi cũng sẽ không đi cái castle exit ở đâu đâu. Nếu mà các bạn đi thẳng vào phòng boss này thì các bạn sẽ đánh gặp ngay con Reonala trong này. Con này thì nói về cheese thì có rất nhiều cách. Gần đây thì có một cái cách khá là hay, đó là các bạn sẽ đi vòng ra phía sâu lên trên này, cao nguyên trên này, và các bạn thả một cái phép lửa ở đấy, cái phép gọi là gì nhỉ? Trong trường hợp anh em muốn chi nhưng mà các bạn chi ngay bây giờ thì sẽ bị skip cái line nên anh em hãy cẩn thận nha. Tôi không khuyến cáo nhưng mà ở đây tôi cũng cho anh em biết luôn. Nó đang có một cái mẹo là các bạn sử dụng cái phép này này. Fail play một fail cost này. Các bạn đứng phía sau này, khi mà tôi đã nói rồi đấy, có một cái đường vòng ở phía dưới này để đi lên trên này. Và chúng ta sẽ đi ra phía sau phòng boss, nhưng mà các bạn không thể vào được từ đường này đâu. Mình bắt buộc mình phải đi vào được cái chỗ đường này này. Và cái phía sau này này thì khi bạn sử dụng cái flame và the fail code ấy, nhả vào trong vị trí con boss đã đứng đây này,
thì kiểu gì nó cũng dính sát thương và nó chết anh ạ. Nếu anh em nào đang kiểu như là tiến trình vượt qua tôi mà đang mắc kẹt con Renala này thì hãy thử cách đó để gọi là trích lỏ. Nhưng mà tôi không khuyến cáo anh em ạ. Anh em mà nếu mà chơi như vậy thì nó gọi là cơ bản là chơi kiểu dùng mọi thủ đoạn đê hèn biện pháp các thứ thì tôi không khuyến cáo anh em. Tốt hết là các bạn nếu bạn chơi theo walkthrough của tôi thì không phải lo lắng về việc mình quá yếu so với boss. À, chỉ cần gọi một con đệ ra và đứng ném xét nó là đủ thắng rồi anh ạ. Bây giờ nhá, toàn bộ cái hành trình ở giai đoạn ban đầu để tăng cấp sức mạnh cho nhân vật ấy, cũng như là nhặt những cái item nó hỗ trợ cho cái việc mà khởi đầu DLC, khởi đầu giai đoạn đầu luôn nha anh em, nó thoải mái hơn ấy. Và đã xong rồi thì các bạn hãy travel trở về cái main gate cross này ở trước cổng của Divine Tower Belgrade. Níu hết cả lưỡi nửa đêm anh ạ. Đó, và chúng ta sẽ kết thúc tập này ở đây. Ok, thì có một tiếng rồi anh em ạ. Thôi, mình sẽ kết thúc cái tập hướng dẫn cho Elden Ring walkthrough tập 2 ở đây thôi. Thì các bạn có bất cứ cái phản hồi gì về chất lượng video, hay là có cái gợi ý gì, ý tưởng gì đó, hay là có những cái mong muốn gì ở trong những cái tập tiếp theo của series này, ví dụ như là tôi anh làm video kỹ hơn đi, xong rồi trong quá trình là những tập sau thì hy vọng anh kể nhiều lo hơn chẳng hạn, hay là cung cấp nhiều thông tin hơn về mẹo trích các thứ đánh boss đấy, hay là kiểu như là có thể là hướng dẫn theo kiểu như là có nhiều cách để đánh boss chứ không chỉ đơn thuần là chỉ một kiểu chơi đánh vào điểm yếu của nó chẳng hạn, để kiểu đấy. Tất cả những cái ý tưởng các bạn ý tưởng gì thì hãy để lại ở phần bình luận phía dưới nhá, và đừng quên bấm like cho video này, chia sẻ lên các trang cộng đồng nếu mà hoặc là Discord để gọi là tăng thêm cái mức độ ảnh hưởng, cũng như là cho những người bạn của bạn biết rằng là tôi đã và đang làm cái walkthrough Elden Ring của DLC đấy. Và nếu có điều kiện thì hãy donate để tôi có thể đảm bảo những cái chất lượng trong những tập tiếp theo của walkthrough nó đảm bảo hơn, nó ok hơn đấy. Thì tập này đến lời cuối cùng ở cuối video, tôi rất xin lỗi anh em bởi vì là tôi không kịp mình soạn kịch bản ra để đi ấy. Mà tôi chỉ nhớ kịch bản trong đầu thôi, mình không soạn kịch bản ra để mình có một cái lộ trình cụ thể các thứ. Mà đặc biệt mà cơ bản thì cái lộ trình này nó có nằm sẵn trong đầu tôi rồi nên nó không lo, nhưng mà nó bị lỗi một vài chỗ ấy, thì rất xin lỗi anh em về cái điểm đấy. Cơ bản là cũng chia sẻ luôn là điện thoại tôi mới hỏng anh em ạ, nên là kịch bản nó nằm trong hết ở đấy rồi. Tôi có một full kịch bản ở cái tập 2, nó bao gồm nhiều thông tin phải lo hơn và nhiều thứ mà chúng ta lấy nhiều thứ hơn ấy. Đấy thì như nó đã bị hỏng đúng vào ngày hôm qua, và các bạn xem livestream ngày hôm qua tôi các bạn biết rồi đấy. Đấy thì hôm nay thì tôi đã phải mua một cái điện thoại mới, và điện thoại mới thì nó xét tính lại toàn bộ các thứ ấy, nên là tôi rất mất thời gian và tôi đã không thể đúng hẹn cái việc là lên cái video tập 2 vào buổi tối của ngày hôm qua, vì hiện tại bây giờ đang là 2 giờ sáng đó mọi người, nên là tôi đã cố gắng là thức đêm một chút để tôi làm walkthrough, làm xong tập này thì tôi up video, thì khả năng là tối ngày thứ hai ngày hôm nay ngày 5/8 này thì sẽ lên video, lên sóng tập 2. Và cũng gọi là hứa với anh em một chút, đó là cái việc mà về sau này ấy, cái tiến độ ra video nó sẽ đều hơn, cũng như là nó sẽ dồn dập hơn đấy, bởi vì những ngày vừa qua thì cũng dính một vài công việc, một vài thứ ấy, nó ảnh hưởng đến cái việc mà mình làm walkthrough đấy, thì rất mong anh em thông cảm đấy. Lời cuối cùng thì xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập sau của Elden Ring Shadow of the Erdtree. Bye bye.